Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Phú Tới, chú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, chủ cơ sở thu mua chuối tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, về việc ông này sử dụng hóa chất lạ để ngâm và tẩm chuối. Lực lượng chức năng cũng buộc tiêu hủy tiêu hủy toàn bộ 184 lọ hóa chất thu giữ được tại cơ sở này. Cơ quan chức năng huyện Sơn Tịnh xác minh số chất lỏng lạ cơ sở ông Hoàng Phú Tới dùng để ngâm rửa chuối là một loại thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục cho phép sử dụng, hạn chế sử dụng tại Việt Nam. Trước đó, cơ sở thu mua chuối của ông đã bị lực lượng chức năng phát hiện sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để ngâm tẩm chuối rồi mang ra thị trường tiêu thụ.